Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của công ty âm thanh ánh sáng Thanh Huy. Và hôm nay thì công ty mình tiếp tục giới thiệu với các bạn một cái dòng cục đẩy 4 kênh mẫu mới. Đây là cái cục đẩy HK20000 Plus. Dòng cục đẩy có công suất lớn, sử dụng 4 kênh riêng biệt. Công suất của nó là 1580W trên một kênh. 4 kênh riêng biệt nha các bạn. Hình thức phía trước của nó rất là đẹp. Mặt thì được làm bằng nhôm màu đồng. Ở giữa thì có 4 cái volume điều khiển âm lượng lớn nhỏ. Và bên trên thì có một cái đèn báo tín hiệu công suất ở trên này. Và cái nội thất bên trong của nó thì nó cũng được sử dụng một cái cục tăng khô, một cái biến thế tròn ở đây rất là lớn bằng đồng. Và hệ thống 16 tụ lọc nguồn cỡ lớn nha các bạn. Và cái dòng cục đẩy HK20000 Plus này thì được trang bị 56 con sò. Ngoài ra nó còn có 4 con bù áp nha các bạn, giúp pen hoạt động được ở những cái môi trường điện yếu. Và cái cục đẩy HK20000 Plus này thì nó cũng được trang bị 4 cái quạt gió. Hai quạt lớn nằm ở phía trước và có hai quạt nhỏ thì nằm ở phía sau đây. Đây là cái cơ bản của nó. Và khi các bạn mua cái cục đẩy HK20000 Plus này thì các bạn sẽ được tặng kèm một cái con vang cơ của IT, mã số là 588. Thì cái chương trình khuyến mãi này thì bên mình chỉ áp dụng đến hết ngày 31/1/2019 thôi nha các bạn. Thì trong khoảng thời gian này thì các bạn, khi các bạn mua cái sản phẩm HK20000 Plus, các bạn sẽ được tặng kèm một con vang cơ kỹ thuật số chính hãng của IT A588 với trị giá là 2.800.000 đồng. Rồi, và ngay sau đây thì mình sẽ test thử cho các bạn nghe cái chất âm của cái cục đẩy HK20000 Plus này xem nó như thế nào nha.
mình xin giới thiệu các bạn là cái dòng cục đẩy HK20000 Plus này thì nó có công suất là 1580W trên một kênh nha các bạn. 4 kênh riêng biệt. Ở phía trên thì có một cái đèn báo đây, cái tín hiệu độ lớn của 4 kênh. Rồi các bạn có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với bên công ty mình theo cái số điện thoại ở trên cái clip này nha. Và các bạn nhớ bấm đăng ký kênh YouTube để cập nhật thêm những cái clip tiếp theo của bên công ty mình. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.